thấy không, cái vàng sương mù đó, đó là bộ của Sài Gòn á, dust, dễ sợ không? Chín hãng Ba Son cảng Sài Gòn chứ. Còn bên đây là cái căn đó đó là penthouse á, 17 á. Với cái penthouse á, sông Sài Gòn từ khách sạn nhìn ra bên kia là chỗ đi du thuyền chơi, ở dưới đây là nhà triệu đô, mỗi căn đó là mấy tỷ, mấy chục tỷ chứ, mỗi căn là khoảng 2 triệu đô. Hơn nữa bãi đậu du thuyền luôn, có công viên luôn, có park luôn. Đó đó, nhà đó, nhà đại gia đó. Tiêu cho 4 ly trà đá luôn, 2 ký gà cá, gà bánh mì nữa kìa. Bánh tiêu vỉa hè. Việt Nam phải ăn một tiếng dễ hè. Trời ơi, thích ăn bánh chưng ha. Thấy ốc ngán cho mày. Ơi,
coi kìa. Dạ đi tiếp. Dạ đi tiếp. Nó tạo Trung Quốc trở lại luôn. Phơi sáng Sài Gòn. Gần hết rồi. À, sáng sớm đi chợ.
ngàn. Cái nào hồi nào giờ cũng 15 ngàn lạng hết á. Vậy bán cũng mấy chục năm rồi. Lúc này nó lúc là không có cà na, lúc này lúc hút cà na quá. Em ơi, chị mời em trái nữa, trái này nữa. Để coi là em ăn cái nào đúng khẩu vị. Em thích ăn chua này hay ngọt à? Cái này chị làm bằng đường phèn, thành ra cái độ ngọt nó ít. Mứt me đồ chị cũng đóng đi. Mứt me chị làm ngon lắm. Nó còn sống nữa. Cái kèo. Chào bà Chiểu. Rồi, bu kìa. Thơm dữ ta. Lừa đầu lớn có ruột kem nha. Tôm trứng hộp vịt lộn. Lấy cô ra đi. Sò huyết. Lắc xê. Bật nước lên. Hôm nay ăn cơm gia đình. Giờ đi 5 tuần rồi. Gia đình có ai rồi? Ăn ngoài đường hết 29 ngày. Bỏ cái lọc luôn rồi. Rồi, được rồi. Nó như chừa thôi, nó đủ rồi rồi. Bây giờ ta tái ăn mới ngon. Chứ nó mà chín quá rồi, dục cô. Rồi, anh làm cho. Anh làm cho đi. Rồi, cô đã ngoài nó không có được hơi, rồi nó không có chín. Có sò huyết. Bữa nay ăn bữa về nhà ăn sướng. Về nhà mà ăn cho nó thôi. Ồ, sò huyết rồi, thấy chưa? Vậy là nó chín hay chưa không? Nó còn sống nữa, nó ngon. Sò huyết thì nó hơi chín. Sò huyết ngon rồi. Dẫu ăn cũng khen ngon. Hả? Ăn gì cũng khen ngon. Cái món sủi này không biết là nó chín rồi. Vì là không ngon. Mở nhà hàng làm gì nó la quá trời. Cũng chưa được không? Thử con tôm mà bình Mỹ á, tôm mình mua đông đá ăn á, thịt nó bở rẹt. Thử tôm này coi như sao. Dạ ngon luôn. Tôm dạ. Vừa chín tới luôn. Cái này dục rồi nha. Con xuân đang có tàu, ghê à? À.
Cái này nó có là lem nè. Để xuống dưới nó bông mì. Ăn clem nè, lấy ghế ngồi vô. Bó mì ngồi kìa. Hãy gọi anh ba. Gọi ba này qua đây nè. Fans Mala. Đúng là uống xì chiêu kê thôi. Ai nhẹ gấu bắt đi chợ tôi ăn gì vậy? Tôi uống gì? Fans. Rồi dậu đây. Nhìn cái view ở Sài Gòn, sông Sài Gòn. Đã không? Vừa nhậu, vừa uống bia, vừa có view. Bia Sài Gòn. Đó, có view. Ủa cái thằng này nó nón đẹp ghê bay. Phong cách đi bộ. Phong cách Sài Gòn ha. Rồi mời. Mời đi. Mời cho ảnh livestream quay phim chụp hình cả nhà. Rồi, ly của em đẹp quá nè, xanh mà không uống đây. Thôi đừng uống, để làm cảnh luôn đi. Để mừng về, cấp thủ đô làm cảnh. Làm cảnh luôn. Ủa gì vậy, ăn ốc đã chưa? Ăn bánh có miệng. Ngán luôn. Em về nhiều quá, tới nỗi vậy em có hàng mang cái khỉ gì hết. Ủa về lâu chưa? Năm em về 2 lần, lần em hè em về 2 tháng. Còn giờ em về 1 tháng, em về miếng em ngán. Thôi giờ em đừng về nữa. Cũng được nhọc nhớ em. Trời ơi, phải như lắm nè. Vậy em đừng về nữa.
đúng không em? Hả? Nói câu coi, nói câu đàn ông coi, nói một câu đàn ông coi. Anh nói bớt giùm em cái đi. Nói câu đạo rồi. Em nhiều khi em muốn vô vài ly em dặn như anh. Muốn vô vài ly là bạn dạng lắm. Bữa giờ đố nãy giờ nhiều quá rồi. Bạn dạng ghê luôn. Anh đi xuống gặp bạn anh đừng có nói nhiều quá. Hát nghe. Đi rượu rồi lời ra làm sao bạn không ngăn được luôn á. Không được đâu. Chồng em bình thường kêu hát không bao giờ hát đâu nha. Mà xuống vô xỉn vô chui. Chà. Đâu uống trà ở miền Nam ghê chưa, cung phu ghê không, mẹ bà ta kêu ly trà đá mà đem bình trà này uống cái là sao ta, anh muốn fancy anh trà đá anh đang ngồi anh trà đá anh kêu ly trà đá đi chứ ở đây trà đá không có ngon đâu, uống trà này hết ăn một phút rồi bà nữa. Mai em đi em đóng vỗ ngoài. Vậy hả? Đi giờ còn chịu nằm nữa. Không, giờ này trễ quá. 9 giờ nó đóng cửa rồi. Chiều chị vô có tiệm đó, chị muốn làm bún chưng là mà con làm bún chưng nó nghỉ đẻ hả? Đẻ hả? Thiếu gì tiệm gần đây, mất nữa nè anh. Anh trà cũng mất, ăn mất. Cái kiểu fancy ở đây nó vậy. Đi bộ đêm ở Vincom. Được chưa? Sài Gòn về đêm. Mấy giờ đóng mở mở cửa hả? 1 giờ mở hả? 11 giờ trưa hả? Rồi chào ở đây xa. À, cái quán mà mấy ngày nay. Hai ngày rồi mới tới được để sợ nè đặt nhiều biết chưa cơ 4200 mũi lượng để ít tường mỗi ly vô bỏ bình nhau luôn.
chùa, các khâm tổ, cơm. Hai người đàn bà quyền lực nhất. Đúng không? Chuẩn bị xong chưa? Về đây chơi đừng có quên con thắt lên này nọ nha. Say bye bye Sài Gòn, rung đá nè. Bye Sài Gòn, we love you Vietnam. Ôi trời, thiếu cái TV vậy. Đêm cuối. Bà nội đây, bà nội lên tiếng về đây. Đồ đã chuẩn bị xong, 1, 2, 3, 4 thùng vali. Thêm một thùng sắp sửa đóng. Đồ ăn giặt mua đi rồi mai đem cho có nặng tay. Chuẩn bị dọn dẹp lên đường. Tạm biệt Sài Gòn. Không, mới vừa ăn xong bánh mì. Hello, say goodbye. Chuẩn bị đi, chuẩn bị pack đồ vô. Đồ cái lọp có còn dư chỗ không? Still get room for this. Chuẩn bị chưa, ready chưa? Nè đồ này nè, sẽ chưa bỏ vô nữa nè. Gì nữa mày? Hả? Trước khi về còn ăn mắm nữa nè. Nước mắm. Cho ra quá trời ra hả? Ừ, nó ngon ghê. Còn cá nữa nè. Đầu cá ngon chưa? Bún mắm với đầu cá. Sáng đi phi trường ăn bún mắm. Mới vừa xẹp đây thôi á. Đường Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Cho nó phù lên người mình. Dễ sợ thật. Thuốc để mình thoát nước ra nhiều. Thì cái lửa lúc về đó. Mỹ Tho thì ngọn tỏ ngọn luôn. Đừng có chân anh xưng như cái giò hay không mày. Ở bữa nay đông hơn mới. Xác dữ vậy anh. Đừng cho chua qua. Ngày quẹt nó mình tự xử chứ mình nó đâu đành đâu. Camera hành trình anh đỡ có ổn lần ai ổn ai hả? Đâm được quá đâu. Thì ăn sáng chở anh hai ra phía trường.
cái lá xong rồi nè. Cái lá, what are you waiting for? Not for a small boat. Another boat. Small boat. Yes, yo, that means no, for second boat. Huh? Tao quên rồi. Hả? Tao quên rồi, để nói ta. Hả? Hold it. Bye anh hai. Bye anh hai. Bye.